Hello, xin chào tất cả anh em đã trở lại với channel của mình. Mình là Thành Tô Sết đây. Mình sẽ trở lại với một con ạc. Và nói là tương lai nó sẽ thành siêu phẩm đó, đừng có đùa. Trước tiên khi vô clip thì mình mua con nộn cái. Tại vì sức đánh cũng cùi lắm, chưa có set sức đánh đâu. Còn mới sức đánh khoảng nâng tối đa của siêu cấp 2, siêu cấp 3, siêu cấp 4 mà. Hơn cấp 1 rồi. Nó cũng không ngon lắm. Nó mới 11k. Đấy, mới 13 tỷ, hôm nay mình đi săn mấy thằng kim ngọc rồng nha anh em. Mày dạo này khá là lắc nên mình chơi cũng rất chi là khó khăn á. Rồi, mình đi tìm, không thấy ai luôn. Cây vãi nồi, game lừa thật sự luôn. Không có ai luôn, đấy. Hỏi có chịu được không? Quạo thật sự luôn. Tính ra đây là trong một trong những con ngặt trái đất VIP nhất mình từng cầm này. Mình chơi đó tới giờ mình ít chơi trái đất lắm. Chỉ có một Axaya bên C11 là của anh kia chơi, ảnh để lại cho mình á. Phải nói là một con ạc ngon nhất mình từng chơi. HP tính ra cũng được. Mua set HP cũng đâu tới 15% hết đâu, nó cũng được 2 triệu máu hơn. Đệ tử 40 tỷ, sư phụ 40 tỷ, mình vẫn đi tìm này. Đấy, nó kìa. Ok, Thái Dương Hà Sang, di chuyển. Trước bà mẹ nó chuẩn chúng con quái kia luôn. Thôi toan. Ui nó bực khi năng lượng rồi, toan rồi. Kiểu này chơi không lại nó rồi. Ui ngậm củ tỏi luôn. Tự nhiên chúng con quái. Cay quái rồi. Chờ, chắc chờ nó hết khiên mình chơi tiếp. Giờ này hơi lắc nè, bấm chúng tùm lum tùm la. Nó bị lắc quá anh em ạ. Đấy, họ sẽ lên này. Dịch chuyển. Cảm ơn. Bà mẹ nó. Ủa sao mình được chuyển, sao nó không có bị choáng ta? Lát à. Mình cam ơi, mình dịch chuyển rõ ràng luôn. Xong rồi mình cam ơi, mà nó vẫn thấy Dương Hải Sang mình được. Wow quá, hồi xin chơi tiếp mày. Lên. Mày chết mẹ tao con. Dịch chuyển. Ơ à. Lát nữa rồi. Mình lại cam ơi là bị lát. Này, mình dùng quả cầu. Con mẹ nó chạy rồi anh em à. Quả kiếm nó luôn không ta. Nhặt dài. Ba sao không? Hả? Làm biến nhặt quá. Này, khó chịu mà. Set đồ của mình cũng đừng được đấy. Nội tại của mình là hình như 119%. Cạc này à, chứ không phải của mình ăn này. Ơ, game lại lừa nó rồi. Nội tại 119% dịch chuyển tức thời nha. Tốn hình như chưa tới tỷ vàng với ngọc nhiều lắm. Nội tại này mở ra sớm lắm nên cũng ngon. Đấy, chưa có set đồ sức đánh nha. Này chỉ có là set hút máu 10% rồi nha anh em. Radar hình như mình đang giữ mình xài. Đây, mình sẽ qua thành phố Vegeta mình đánh cái hạt của mình đang treo up đệ tử luôn. Mình mới mình mở ra skill 2 Masenko, mình bỏ hạt mình đang up cái đệ tử con này nè. Mình mở ra Masenko cái mình biết cuộc đời của mình như thế nào rồi. Hợp tại dinh diện up lại. Lát mình sẽ làm một cái clip đó nữa. Để làm clip mở skill 2 của đệ tử thứ 2 nha anh em. Con đầu hơi chán. Bữa giờ mình không có ý tưởng. Do này mạng nó lắc quá. Đây. Anh em thấy không? Lắc thật sự luôn á. Đánh không được luôn. Cái này tầm 12 mấy á. Trưởng siêu quái không được luôn. Đánh không được luôn. Đánh không vô đam luôn phải không anh em? Đây. Giờ mình sẽ đi đánh ở làng Mori đi, mình nghĩ sẽ bớt lắc hơn đấy. Đấy cái nội tại anh em thấy không? Đấy. Nội tại 119%. Đây còn nổ lên đồ. Bằng mấy ca. Cam ơi. 844k nha anh em. Chưa xét sức đánh chưa gì hết luôn. Cái này chỉ là nâng sức đánh tối đa 11k thôi nha. Ui cái gì vậy? Hơn 800k luôn. 844k. Đấy. Cam ơi. Bởi vậy trái đất là chùm BK mà mình BK như ngu như con bò á. Nên suy ra anh em đừng có kêu mình chơi BK là gì. Mình thích chơi sức đánh hà, mình chơi Namek đánh cho nó đã, chơi nó vui. Mình sẽ kiểu đánh lại lần nữa nha. Con đệ tử đánh hoài nên mình tắt cờ đặt kìa. Đặt này. Nói chung là tụi mình đi bản đồ kho báu ấy. Mình đi 110 không à. Mình không biết nữa.
mình đi lộn hay sao, đi 110 được có khoảng gần 1 triệu à. Mình nghĩ chắc đi 109 sẽ hơn nữa. Đây, mình sẽ kiểu hát đấu lại lần nữa nha anh em. Hát đấu này, hát đấu. Test đam khoảng mấy lần cho anh em xem nha, coi đam chuẩn nó là bao nhiêu. Cảm ơn. 870 mấy ca. Vậy là đã hơn tới nãy 30 mấy ca nha anh em. Gần 900 ca luôn. Không có xét sức đánh gì hết, chỉ có vậy thôi. Đệ tử nó cũng chưa full gì nha, đệ tử này là đệ tử cùi luôn á. Đệ tử có hình như khoảng 10 mấy triệu là cùng mà. Là sức đánh không có bao nhiêu hết á. Nên kiểu phải đầu tư lại cái hạt này. Hạt này cũng mở skill luôn rồi. Sau thời gian làm mình làm cái clip này mở skill là Gamasenko luôn. Ông này định nâng Gamasenko 7 luôn anh em. Dịch chuyển. Kame. Giờ 844 lại rồi nè. Vậy là cái sát thương này nó không có bị nó bị mập mờ quá, nó không có bị, nó không có được chuẩn đó anh em. Nó hơi gì ha. Mà nó hơi lát thiệt. Nó lát quá mình không biết sát thương chuẩn. Bây giờ hạt này lên sức đánh gần 2 sức đánh góc gần 20k. Đấy. Mốt mình làm clip lại sau nha. Còn giờ mình làm vậy thôi. Mình sẽ thử quả cầu nha anh em. Quả cầu. Bao nhiêu đây? Hơn 900k. 900 mấy á. Đấy, anh em thấy không? Dịch chuyển nó gần bằng quả cầu luôn rồi. Đứa chưa mình ạc này mình hất nguyên ngày để hất nguyên đêm để mình làm nhiệm vụ tự do sát thủ với Vize nè. Còn cái ạc mà ạc chính của mình ấy, mình làm lâu hơn ạc này nhiều. Ạc này dịch chuyển cam ơi ngon lắm. Nè phải không? Là nhiệm vụ dễ lắm nếu mà có đồ ngon là được hết. Mà ạc này lúc trước còn chưa có dịch chuyển làm nhiệm vụ chưa có gì. Đây, ạc này là ạc chính của mình này. Ông tặng cho mình cạc 200k tại mình làm nhiệm vụ đưa đôi sát thủ cho ổng á, với lại làm nhiều nhiệm vụ cho ổng tặng mình nè. Đấy, được không? Đa 10% của ổng này mình chơi mà. Đấy. Mình thì đấy được cái găng, mà cái găng cái mình đập set cấp 1 rồi, đập set còn 1 rồi, lúc đầu nó có một cái chính luôn á anh em. Đây, đệ tử mình chơi hút máu. Đây con này là con mình mở ra Masenko nè. Mình bỏ rồi. Con hai mình lát mình làm clip sau cho anh em xem nha. Đấy, được không? Con đệ tử ngon mà kiểu nó đen quá. Này kiểu ông cũng giúp mình nhiều, mình giúp ổng lên mười mấy tỷ á, ổng cũng giúp mình, bây giờ ổng khoảng gần 20 tỷ luôn rồi. Đấy, ngon vậy. Mà được cái tội, mà chỉ tội cái là đen mở ra Masenko rồi. Ổng đòi kiểu học skill 2 lên 7 á. Nên cũng dễ chơi cho lắm. Cũng dễ chơi, lát mình test sức đánh nặng lại luôn nha. Đánh mình nghĩ chứ cũng 80 cái cũng ít à, không nhiều đâu. Nhưng mà đấy, mình dư tới 7 tỷ tiềm năng nha anh em. Nghĩ có nên chơi full giá không? Đấy, chơi đó vui à. Đấy, mình định học liên hoàn 7 luôn. Học luôn nha, không có bỏ học ra để mua nha anh em. Đấy, được không? Mình mua 10 cái khẩu trang. Bà mẹ nó, ai ngờ hết 30 tháng 4 qua mỗi năm nó vẫn còn bán luôn. Cây và đấy, bị nhiễm virus hoài luôn. Virus này dễ chết lắm. Mình thấy tỷ lệ nó thấp mà nó dễ chết nhiều quá. Mình lấy ạc của thằng anh mình qua test nha. Kêu nó qua test ra. Mở cáp su kỳ bí thử coi. Mặc cải trang vô nè. Mở một cục thử coi. Giờ mình mở một cái đi. Kiếm cuồng nộ. Rồi xong. Anh em nào mà không kẹp á, chắc chắn nó ra ẩn danh luôn nha. Thank you.
God that the brothers on the rise now. Woo! Endless celebrations all in my house.